Đây là anh Trần Công Tú, anh sinh năm 1982. Hiện giờ anh đang bơi với tốc độ rất cao. Anh Tú thường luyện tập ở bể bơi Time City. Như các bạn thấy trong video này thì anh Tú bơi một tốc độ tuyệt vời. Hôm nay anh Tú về nhất toàn đoàn, cả lượt đi lẫn lượt về. Như các bạn có thể thấy, như anh Tú chỉ thở một bên phía bên tay phải. Anh Tú kéo theo một cái phao nhưng mà hầu như là nó không ảnh hưởng lắm đến tốc độ của anh. Chân anh đạp rất là lướt. Thế thì đây là những cái video để anh chị có thể học tập.